Kính chào quý vị, thì hôm nay tôi trình bày một cái tương đối là nó cũ rồi, này nó không có gì mới hết. Nhưng mà thật sự nếu mà các chị làm về trở nên người lớn thì các chị gặp cái gãy xương ở trên các chị rất là bối rối, vì nó hơi khác, nó khác rất nhiều. Ngay chính cả đối với chúng tôi những người làm về nhi, chuyên về nhi, thì đôi khi gặp những trường hợp còn bỏ sót và còn bối rối, còn sai rất nhiều. Cho đó tôi muốn chia sẻ một số vấn đề về chấn thương xương ở trên. Thì đối với đầu tiên, X-quang là thấy cái gì? Trên X-quang chúng ta thấy những cái cấu trúc nào xương nó đã cốt hóa, còn nó chưa cốt hóa chúng ta không thấy. Ví dụ đây xương một đứa nhỏ, chúng ta chỉ thấy cái xương còn cốt hóa thôi. Sau đó những cái đầu xương nó sẽ xuất hiện từ từ những cái nhân cốt hóa, và theo thời gian nhân cốt hóa là lớn dần và nó mới hàn tạo những người lớn. Do đó trên X-quang ở trẻ em có những phần mình chưa thấy, nó có nhưng mà mình thấy là vì nó chưa cốt hóa. Vậy nó lỡ nó gãy chỗ đó thì sao? Rồi do đó trên X-quang chúng ta sẽ gặp nhiều cái sai lầm. Cái sai lầm đó có thể là cái gì? Cái sai lầm đó là mình không thấy được. Tại vì sao? Đó là những cái tổn thương trên nền cái phần mà mình chưa thấy. Ví dụ như tổn thương vừa xuống thì mình sao thấy? Mình không thấy được cái chuyện đó. Rồi do cái cấu trúc của xương nó đập độ nó quá thấp, mức độ cốt hóa chưa nhiều, nếu chúng ta không thấy được cái đường gãy xương thì chúng ta sẽ bỏ sót những chuyện đó. Rồi cái sụn tăng trưởng chúng ta không thấy luôn. Rồi cái thứ hai, cái sai lầm có thể gì là hình ảnh nó tương tự như cái đường gãy xương, tại vì cái cấu trúc dạng của bình thường của nó. Ví dụ trên hình này chúng ta thấy gì? đây là cái vị trí của cái sụn tiếp hợp. Nếu chúng ta không biết, chúng ta thấy biết phía trước sụn tiếp hợp nhưng phía sau nó có cái đường, chúng ta gặp gì? Gãy xương, gãy đầu chân xương cái này rất là dễ, tại vì cái sụn tiếp hợp của nó chúng ta không biết được, chúng ta sẽ gặp và gặp rất nhiều. Rồi thứ hai, ở đây là cái nhân cốt hóa nó không tròn mà nó nhiều mảnh, nó là một cái lọc mang thai thôi, chúng ta không biết là gặp gãy xương. Ví dụ đây là một cái nhân cốt hóa đầu trên của cái xương trụ, nó là nhân cốt hóa hai mặt, nó là bình thường. Nếu chúng ta không biết, chúng ta sẽ làm chắc là gãy xương. Rồi ví dụ đây là một cái nhân cốt hóa cụ, chúng ta không biết, chúng ta sẽ làm một cái gãy xương kiểu rất, nhưng nó là bình thường ở trẻ. Rồi ví dụ ở đây, trong cái quá trình phát triển xương, cái xương nó sẽ, cái đầu xương nó sẽ liền với lại cái hàm xương, khi mà liền chưa hoàn toàn, nó còn một phần nhỏ, một cái đường sáng nhỏ, chúng ta không biết, chúng ta sẽ làm một gãy xương, nhưng nó là hoàn toàn bình thường ở trẻ. Rồi ví dụ ở đây, cái vùng cổ tay có những cái lọc mang vai gan, hoặc ở đây là những cái nhân cốt hóa phụ, chúng ta không biết, chúng ta sẽ làm gãy xương. Đó là cái đặc điểm ở trẻ, có những cái nó sẽ khác biệt với người lớn mà chúng ta sẽ bị lầm. Và thêm, để đối với gãy xương trẻ em có những cơ chế chúng ta cần quan tâm. Ví dụ nó một đứa nhỏ sơ sinh bị gãy xương thì cái nguyên nhân đa số là sản khoa, nhưng phải coi chừng đây là gãy xương bệnh lý của một bệnh lý tạm xương bất toàn hay không. Tại vì một đứa nhỏ sơ sinh mà bị gãy xương thì người nhà làm gì thì làm, đầu tiên gặp trong phát, rồi bác sĩ làm sao đỡ con tôi, kéo đầu con tôi, kéo chân con tôi, sao nó gãy xương là sẽ chết. Chết ai? Chết bác sĩ, chết sản bác sĩ làm sản khoa. Do đó nếu mà đọc một cái quan gãy xương ở trẻ sơ sinh rất quan trọng, phải đánh giá xem coi chừng nó có phải là một cái xương bệnh lý mà thường gặp là tạm xương bất toàn hay không. Rồi trong năm đầu, một đứa nhỏ trong năm đầu bị gãy xương thì phải coi chừng, tại vì năm đầu nó chưa, ngoài cái chấn thương phải coi chừng một cái gì là trẻ hành hạ, đứa nhỏ bị hành hạ một cách cố ý hay vô ý đó. Hồi cái này gặp, chúng ta sẽ gặp và càng ngày chúng ta sẽ gặp càng nhiều cái vấn đề này. Rồi đối với trẻ em, cái xương nó còn mỏng, do đó cái khuynh hướng của xương khi mà chấn thương sẽ cong chứ nó không gãy, nó sẽ biến dạng nhiều hơn là nó gãy giống như người lớn. Do đó chúng ta sẽ quan tâm những vấn đề trẻ em có thể gãy xương bệnh, gãy xương bệnh lý. Và ở trẻ nhũ nhi, đặc biệt ở trẻ nhũ nhi, cái dây chằng á, cái dây chằng nó bao quanh ở vùng khớp nó chắc hơn so với cấu trúc xương. Do đó ở một trẻ nhũ nhi mà đọc giữa gãy xương với lại trật khớp, mà chúng ta gặp trật khớp phải coi chừng và coi chừng, đó là gãy xương, nó chưa phải trật khớp. Tại vì nhưng mà chúng ta không thấy được từng gãy xương tại vì nó chưa cốt hóa, sẽ có những cái ví dụ cho các nhìn thấy cái chuyện này. Rồi X-quang gãy xương ở trẻ em, nếu một đứa nhỏ bị chấn thương một á thì bác sĩ lâm sàng khám và chúng ta cho một cái X-quang gãy xương, thì chúng ta chụp hai chiều thế, thông thường chúng ta chụp hai chiều thế vuông góc với nhau, chúng ta gọi là thẳng và nghiêng. Và cái quan trọng ở đây là chúng ta phải xác định được rõ cái vị trí khu trú, chụp vị trí càng khu trú càng tốt. Tuy nhiên ở những đứa nhỏ dưới 2 tuổi thì chúng ta ngay cả lâm sàng rất khó xác định là đứa nhỏ bị chấn thương nó đau đâu, nó chỉ biết khóc mà thôi, nó chỉ không giơ cái chân lên, nó không giơ cái tay lên mà thôi. Do đó bác sĩ lâm sàng người ta cho cái gì, người ta cho chụp nguyên cái tay thẳng nghiêng và nguyên cái chân thẳng nghiêng. Đó là điều đương nhiên chúng ta phải chấp nhận, và chúng ta sẽ biết được những cái chỗ nào nó thường bị gãy để chúng ta chú ý lên đi tìm.
đó, dấu hiệu gãy xương trên X-quang thì các anh biết rồi, có thể là một cái dấu hiệu trực tiếp hoặc dấu hiệu gián tiếp, đó là những đường sáng hoặc là những mảnh xương xương rời. Ha, quan trọng ở con nít nữa là chúng ta sẽ theo để ý những dấu hiệu gián tiếp. Những dấu hiệu gián tiếp là gì? Dấu hiệu tụ máu trong bao khớp, hoặc nếu dấu hiệu về bất sự tương quan bình thường giữa các xương, đó là dấu hiệu quan trọng để chúng ta gợi ý. Tại vì có thể chúng ta không thấy được đường gãy xương đâu. Về phân loại gãy xương ở trẻ em thì chúng ta phân loại hai nhóm: gãy gãy thân xương và hành xương, và gãy sụn tiếp hợp. Phân loại như vậy tại sao? Tại vì cái sụn tiếp hợp chỉ có con nít mới có, người lớn không có. Người lớn là cái sụn tiếp hợp đã hoàn chỉnh phát triển rồi, nó biến mất rồi. Do đó cái gãy xương ở con nít là gãy sụn tiếp hợp này rất quan trọng, người ta phân loại. Trong cái gãy thân xương và hành xương thì sẽ có gãy hoặc không hoàn toàn. Đa số con nít sẽ chúng ta gặp cái nhóm gãy không hoàn toàn rất nhiều. Tại vì cái xương nó còn mềm, nó gãy nó sẽ gãy một phần thôi chứ không gãy hoàn toàn đứt lìa như ở người lớn. Ở người lớn cái xương người lớn nó cứng như cái cành cây khô rồi, khi chúng ta bẻ một cái là nó gãy. Còn con xương con nít nó còn mềm, cái phần chất căn bản nó nhiều nhưng mà cái phần quán nó chưa nhiều, do đó nó mềm. Khi chúng ta bẻ giống như chúng ta bẻ một cành cây tươi vậy đó thì sẽ bị cong hoặc nó bị gãy bờ thôi chứ nó không gãy hoàn toàn giống như người lớn. Do đó nó là sự khác biệt đó. Và đó là trong rồi trong cái phần gãy không hoàn toàn, cái gãy đầu tiên mà chúng ta thường gặp nhất là gãy lún. Gãy lún thường gặp đứa nào đứa nhỏ nó té nó chống cái tay xuống cái, đứa nhỏ té nó chống cái tay xuống cái, hoặc cái té nó đập dọc cái chân xuống cái, sau đó nó đau cái cổ tay hoặc nó đau cổ chân. Thì trên trong trường này, tại vì cái lực của nó là cái lực lún, lực theo trục dọc, do đó nó có thể làm gì là nó lún từ cái phần thân xương vào cái phần hành xương, do đó người ta gọi gãy lún. Giống như cái tiếng Tây nó gọi là waterburn, là gãy giống như cục bơ, chúng ta thấy cục bơ xuống đó một cái, cục bơ nó xẹp lại. Thì trong trường này chúng ta sẽ không thấy được đường gãy là một đường tăng sáng, mà là một cái đường gãy của nó lại là một cái đường mờ. Tại vì cái xương nó chồng với nhau, cái đường gãy là đường mờ. Và thêm cái đặc điểm nữa, đối với gãy lún này, bình thường chúng ta phải thấy được cái bờ xương nó trơn láng. Nếu chúng ta thấy được cái bờ xương nó độc góc như vậy là gãy xương rồi. Ở con nít chồng cái này rất là nhiều và chúng ta cũng biết chúng ta sẽ bỏ sót cái này rất là nhiều. Cái bờ xương bình thường nó phải trơn láng, nó phải cong đều. Và cái gãy nó rất thường gặp ở vùng cổ tay là gãy dạng này, nó chỉ gập góc bờ xương, gập góc bờ xương như vậy nó là gãy xương rồi, và chúng ta sẽ thấy. Và nếu chúng ta không để cái này chúng ta sẽ bỏ sót, chúng ta không thấy được cái đường gãy của người lớn là một cái đường sáng đâu, mà nó là một đường mờ hoặc là gập góc của bờ xương. Rồi ví dụ thế này, một đứa nhỏ dưới 2 tuổi nó té sao nó đau chân nó không chịu đi nữa, thì người ta bác sĩ lâm sàng sẽ cho chúng ta chụp nguyên cái chân. Nếu mà chụp nguyên cái chân đứa nhỏ này thì cái vị trí nào thường gặp, và chúng ta đi tìm là nó gặp thường gặp là cái vị trí hai xương cẳng chân là nhiều nhất. Còn nếu mà gãy xương đùi cái là rõ ràng lắm, gãy cái nhìn ra liền. Và phải chú ý nhất là cái vùng ở hai xương cẳng chân. Ví dụ trong thứ này khi chúng ta nhìn kỹ chúng ta thấy được cái gì, nó gặp góc bờ dưới của xương chảy rồi gãy lún đầu dưới xương chảy, đó là cái vị trí chúng ta biết là chúng ta sẽ tập trung vào, chúng ta đi tìm chúng ta sẽ gặp thấy được. Rồi còn gãy không hoàn toàn tiếp là gãy cành tươi. Gãy cành tươi là gì? Là giống như cái cành tươi chứ nó bẻ chứ nó không gãy và nó cong, nhưng thực tế nó có gãy, nó có vô vàn những cái đường gãy li ti mà chúng ta không thấy được. Và nó biểu hiện là gì? Cái xương nó cong bình thường. Nó thường gặp ở đâu? Nó thường gặp là ví dụ như hai xương cánh tay gãy một xương, gãy rời một xương, còn cái xương còn lại sẽ biến dạng cong. Đó là cái gãy cành tươi á, là khi chúng ta cái cành tươi chúng ta bẻ nó gãy một bờ thôi, còn bờ bên kia nó không gãy, thì gọi là gãy cành tươi. Ví dụ trong trường này cái xương đầu dưới xương trụ ra, các chị thấy bờ này còn bờ này nó gãy một bờ thôi thì nó gãy cành tươi. Rồi ví dụ như hình này một bờ nó gãy, bờ bên này không gãy, bờ bên này gãy, bờ bên này không gãy. Cái hình này với cái hình này đối với xương trụ ra nó gãy một bờ bên kia nó không gãy thì gọi là gãy cành tươi. Đó. Rồi thêm một cái gãy nữa là gãy sợi tóc. Cái gãy sợi tóc này là rất khó chẩn đoán, con biết và cây này có chừng đứa này khoảng chừng mười mấy tháng bắt đầu biết đi rồi. Khi mà đứa nhỏ biết đi là nó gặp cái gì nó cũng đá hết, nó không sợ cái gì đó, người ta sợ nó chứ nó không sợ người ta. Do nó đá xong một cái bắt đầu nó đau chân, nó không đi được, đi cả nhắc. Và lúc đó người bác sĩ lâm sàng người ta sẽ cho chụp cái phim, thì chúng ta phải coi cái gì, chúng ta tìm một cái đường gãy sợi tóc là một cái đường rất là mạnh, nó chạy xéo và chúng ta rất dễ bỏ sót, và chúng ta có thể không thấy được. Tại vì cái đầu xương nó còn rất là cái là độc, rất là thấp, và cái đường gãy nó không thấy được.
chúng ta có thể không thấy được cái thời điểm đầu, nhưng mà nếu đứa nhỏ vẫn còn đau, một tuần sau chúng ta kiểm tra lại thì chúng ta sẽ thấy được cái đường gãy xương nó rõ hơn. Tại vì khi mà gãy xương như vậy có phản ứng viêm, nó sẽ tái thu xương, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy được cái đường gãy xương nó rõ hơn. Hoặc 2-3 tuần sau thì chúng ta thấy bắt đầu có cái hình ảnh của một cái phản ứng màng xương. Đó, đó là cái gọi là gãy cành tươi. Rất là xin lỗi, gãy sợi tóc. Còn trên hình thì sẽ có một số những gãy sợi tóc, cái máy này thì chúng ta không thấy rõ cho lắm. Còn gãy không hoàn toàn như là gãy tạo hình. Gãy tạo hình như tôi nói là khi nó gãy một xương và cái xương còn lại sẽ cong, biến dạng cong. Gãy một xương và xương còn lại biến dạng cong thì là gãy tạo hình. Đó. Ví dụ trong trường này, gãy cành tươi ở thân xương chày và gãy tạo hình của xương mát. Gãy tạo hình của xương mát. Đó là gãy tạo hình. Còn gãy hoàn toàn, cái gãy hoàn toàn con nít cũng giống như người lớn, là nó đứt lìa và nó có thể di lập và có thể kèm chồng ngắn tới di lập. Và ở con nít có một cái đặc điểm là cái phản ứng tự chỉnh của con nít rất là tốt, do nó có dù nó có di lập nhiều chăng nữa thì khi bác sĩ lâm sàng người ta không bao giờ cố gắng nắn cho nó hoàn chỉnh. Nếu mà càng cố gắng nắn cho hoàn chỉnh thì cái chi đó sau đó sẽ dài chi bên kia, do đó cái khả năng tự chỉnh ở con nít rất cao. Đó là cái ví dụ, đây là một cái gãy hoàn toàn. Rồi còn đối với gãy sụn tiếp hợp chỉ có con nít, tại vì con nít mới có sụn tiếp hợp, thì theo cái gãy sụn tiếp hợp này thì chúng ta sẽ phân loại theo Santa Harris. Thì cái sự phân loại Santa Harris này để làm cái gì, để nói đến cái tiên lượng hậu quả của nó là cái gì ha. Đối với Santa Harris thì chia làm 5 loại. Santa 1 là chỉ gãy qua sụn tiếp hợp, Santa 2 gãy sụn, Santa 1 là gãy sụn tiếp hợp, Santa 2 là gãy hành xương và sụn tiếp hợp, Santa 3 gãy đầu xương và sụn tiếp hợp, Santa 4 gãy cả hành xương, sụn tiếp hợp và đầu xương, Santa 5 là xẹp lép cái sụn tiếp hợp. Hậu quả của nó là gì? Cái sụn tiếp hợp là cái cấu trúc làm cho xương phát triển theo chiều dài. Nếu mà chấn thương gãy sụn tiếp hợp, chết cái sụn tiếp hợp thì cái xương nó không phát triển được nữa. Mà cái không phát triển được nữa thì bắt biến dạng cái xương. Ví dụ hai xương cẳng tay, một xương vẫn tiếp tục dài ra, một xương kia nó chịu dài ra sao nó sẽ cong. Ví dụ hai cái xương đùi bị gãy, tổn thương sụn tiếp hợp một bên, nó chết bên đó thì cái xương đùi nó không dài ra nữa, nhưng cái xương đùi bên kia vẫn tiếp tục dài ra thì chân dài chân ngắn. Đó là hậu quả của cái tổn thương sụn tiếp hợp. Và cái này chúng ta đi từng tiếp một. Santa một một cái đường gãy ngang, một cái đường gãy ngang. Cái vị trí gãy ngang này nó làm thở rộng cái khe sụn tiếp hợp ra, thì cái trong trường này tương đối nó khá là khó chẩn đoán, đôi khi phải kết hợp lâm sàng và có thể kết hợp với một cái X quang đối bên để chúng ta so sánh, thì chúng ta thấy được cái khe sụn tiếp hợp mở rộng ra, hở rộng ra. Trong trường hợp này cái đường gãy xương á, nó sẽ nằm sát thành xương, là cái vị trí không phải là nguyên bào sụn. Cái cấu trúc sụn tiếp hợp á, quan trọng nhất là cái phần này là nguyên bào sụn. Cái phần nguyên bào sụn này nó nằm sát phần đầu xương, phần nguyên bào sụn này nằm sát phần đầu xương. Nếu tổn thương nguyên bào sụn này chết thì coi như cái sụn tiếp hợp nó không dài ra nữa. Chứ nếu mà tổn thương sụn tiếp hợp mà nó nằm cái đường gãy xương tổn thương mà nó nằm sát cái vùng đầu xương thì đó là một cái tiên lượng xấu. Đó, đây là tiếp 1 thì nó chỉ gãy qua này thôi. Ví dụ trong trường hợp này chúng ta thấy cái nó chấn cũng nhỏ chấn thương. Sau khi chúng ta chụp X quang chúng ta thấy tự nhiên cái vùng bờ sau cùng sụn tiếp hợp này của đầu dưới xương quay này nó há rộng ra. Rồi, đó là gãy Santa 1. Đây là một cái tiên lượng tốt. Rồi, Santa 2 là cái đường gãy xương nó đi từ qua hành xương, từ hành xương nó xuống và nó qua sụn tiếp hợp. Và cái đường gãy xương nó vẫn nằm ở cái vị trí những tế bào sụn phì đạt sát hành xương, do đó không tạo nên cái cầu xương, cái phần còn tốt. Ví dụ trường hợp này, đây là X quang và đây là cái CT, chúng ta thấy cái đường gãy xương rất là rõ, đó là cái gãy Santa 2. Và cái gãy Santa 2 này có một vị trí các chị thường để ý rất thường gặp là ở bàn tay. Cái bàn tay nằm ở đâu? Thường gãy Santa 2 là đốt đầu gần của cái đốt gần. Nó đứa nhỏ té hoặc nó chơi bóng rổ nó đập thì chấn thương bàn tay ấy, thì cái đầu gần của lúc gần rất dễ bị gãy Santa 2. Đó là cái vị trí chúng ta để ý. Còn gãy Santa 3 là nó gãy từ đầu xương lên qua sụn tiếp hợp, thì cái gãy này thường nó nằm vào cái giai đoạn cuối phát triển của sụn tiếp hợp rồi. Và khi bây giờ tới giai đoạn cuối của sụn tiếp hợp rồi thì cái vai trò sụn tiếp hợp nó không còn quan trọng nữa. Do đó cái gãy này cũng có tiên lượng tốt, tại vì nó không để lại di chứng, tại vì giai đoạn cuối của sụn tiếp hợp rồi. Đó, thì cái gãy này nó sẽ đi từ đầu xương xuống tới hành xương.
À, ví dụ đây, chúng ta thấy cái đường gãy từ đầu xương tới cái sụn tiếp hợp, từ đầu xương tới sụn tiếp hợp là sản cho ba. Đó, ví dụ đây là sản cho ba. Và sản cho 4 thì sao? Sản cho 4 là nó gãy xéo từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới, từ hàng xương qua sụn tiếp hợp xuống đầu xương, thì cái gãy này nó để lại di chứng, tại vì sao? Khá nặng, tại vì nó tổn thương cái sụn tiếp hợp. Đó là sản cho 4. Rồi, ví dụ đây, điển hình của một cái sản cho 4 ở đây là cái sản cho 4. Rồi. Còn sản cho 5 là sao? Nó gãy lún và xẹp lép cái sụn tiếp hợp luôn. Trong trường này chẩn đoán được, chẩn đoán cũng giống như sản cho 4 rất khó, tại vì chúng ta không thấy được cái gì hết, chúng ta chỉ thấy là cái sụn tiếp hợp tự nhiên nó xẹp hơn bên kia. Thì chúng nếu mà cần thì chúng ta phải chụp cái quang bên so sánh, đối bên so sánh, để chúng ta thấy rằng là cái sụn tiếp hợp bên này này, cái khe sụn nó hẹp hơn bình thường, thì đó là sản cho 5. Và cái này là tiêu chuẩn xấu nhất của cái sản cho 5. Đó. Và gãy phức tạp thì sao? Gãy phức tạp là gãy trên nhiều mặt phẳng khác nhau, gãy trên nhiều mặt phẳng khác nhau thì chúng ta gọi là gãy phức tạp. Rồi, di chứng của sụn, của chấn thương mà gãy sụn tiếp hợp là cái gì? Là nó sẽ để lại cái cầu xương. Khi mà tổn thương cái sụn tiếp hợp nó bị chết thì cái phần đó nó sẽ không dài ra nữa. Trong khi ví dụ trên hình này, đây là cái phần sụn tiếp hợp đây. Chúng ta thấy chỗ này nè, nó có một cái cầu nó nối giữa hàm xương và thân xương, thì đây chính là cái cầu xương di chứng của một cái gãy. Trong khi cái phần sụn tiếp hợp bên này nó vẫn còn, nó vẫn dài ra, thì làm sao? Cái chân bên này, cái xương chạy này nó sẽ bị cong. Cái chạy cũng chạy cái cong, tại vì chỗ này nó vẫn dài ra trong khi chỗ này dính lại, nó không phát triển được nữa. Thì đây là nó là di chứng của tổn xương, tổn xương tiếp hợp. Chúng ta thấy được trên cái gì? Chúng ta thấy được trên X-quang, chúng ta thấy được CT về MRI. Ví dụ đó là X-quang. Ví dụ đây, một cái gãy xương, một cầu xương ở đầu dưới xương quanh. Đây là CT, chúng ta thấy rõ, rất rõ cái cầu xương. Và trong cái cầu xương này nè, cái MRI nó có giá trị rất là hay. Hay ở chỗ nào? Nó thấy được sớm hơn cả X-quang và CT. Và cái hay tiếp thứ hai của nó là gì? Nó thấy được, chúng ta thấy được cái cầu xương đây. Sau khi chích thuốc tương phản, các anh chị có thể ngạc nhiên là tại sao gãy xương đi chích thuốc tương phản làm cái gì? Ở đây, tôi chích thuốc tương phản vô để tôi đánh giá cái sụn tiếp hợp này như thế nào. Tôi chích thuốc tương phản vô, tôi thấy được đây, rõ ràng đây là cái sụn tiếp hợp đầu dưới xương quai. Nó bị khuyết cái lỗ, nghĩa là đây là cái cầu xương. Cái thứ hai, tôi đánh giá cái gì? Cái đánh giá sụn tiếp hợp đầu dưới xương trụ nó là sao? Nó còn bắt thuốc rất là mạnh. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái sụn tăng trưởng còn phát triển rất là nhiều. Sụn tăng trưởng còn phát triển rất là nhiều. Trong khi nghĩa là cái xương trụ sẽ dài ra, tiếp tục dài ra. Trong khi cái sụn tăng trưởng đầu dưới xương quay nó bị biến dạng, bị chết và nó bắt thuốc kém vậy, nghĩa là cái xương quay nó không dài ra nữa. Thì đi được chắc chắn cái tay này sẽ cong. Giống cái vai trò em ra trong trường này thì là trường đó xác định là một. Cái thứ hai là xác định mức độ và cái ba là tiên lượng để mà can thiệp cho đứa nhỏ này, cái chỉnh hình đứa nhỏ này. Và cái bài tập của em ra rất là hay. Đó. Một số vị trí đặc biệt đối với cái khớp khuỷu, đối với khớp khuỷu thì khớp khuỷu thì nó sẽ có một cái dấu hiệu các chị nhớ dùng, đó là cái dấu hiệu phát tác sai là tụt dịch trong bao khớp. Nha. Bình thường quanh bao khớp chúng ta có cái lớp mỡ. Bình thường quanh bao khớp chúng ta có lớp mỡ. Nếu bình thường cái lớp mỡ này nó phải nằm sát xương. Nếu chúng ta thấy được cái đường mỡ phía sau này nè, nó phình ra, nghĩa là có dịch trong bao khớp. Cái dịch này tôi không biết là gì hết. Tôi không biết cái dịch này là gì. Nếu chấn thương là máu, có thể dịch viêm nhiễm trùng hoặc không nhiễm trùng. Nhưng một đứa nhỏ bị té cái, nó đau khớp khuỷu, chụp lên thấy dưới phép bắt sai, nghĩa là có máu, nghĩa là có chấn thương, nghĩa là chấn thương, nghĩa là có máu. Và có máu thì phải đi tìm coi chừng có gãy xương ở một cái vị trí nào đó mà mình sẽ bỏ sót. Đó, do đó đối với khớp khuỷu thì để ý là cái dấu phép bắt sai. Đó. Cái thứ hai đối với khớp khuỷu là gì? Khớp khuỷu biểu gì? Khi chúng ta khảo sát, nó có một cái đường là chúng ta đánh giá từ cái trục của trên cái hình nghiêng, chúng ta đánh giá cái trục của cái xương quai. Cái trục xương quai bắt buộc nó phải đi qua một cái cấu trúc, đó gọi là cái nhân cốt hóa của lồ phổi ngoài. Nếu cái trục xương quai mà không đi qua nhân cốt hóa của lồ phổi ngoài, nghĩa là trật khớp quai trụ trên, rất quan trọng là trật khớp quai trụ trên, đó là cái khớp giải phẫu. Ví dụ như trường này, đứa này nó bị gãy xương và nó bị chập khớp quai trụ trên. Đúng, bình thường cái trục xương quai này nè, nó phải đi qua cái cấu trúc này là cái nhân cốt hóa lồi bên ngoài. Trong trường này nó bị chập khớp quai trụ
trụ trên kèm theo với gãy xương trụ thì nó là gãy một cách xa. Cái điều này rất là quan trọng. Tất cả những đứa nào mà bị gãy 1/3 trên hoặc 1/3 giữa xương trụ phải xem là có gãy một cách có chật khớp quai trụ trên hay không. Nếu có chật khớp quai trụ trên thì phải tránh trước khi bó bột. Nếu không nhận được cái này mà đem bó bột luôn thì nó sẽ cứng khớp. Và đã từng về cái chuyện đó, làm các chị để ý cái chuyện đó. Rồi, đó ví dụ như là này, một cái chấn thương mình nhìn vô có vẻ có vẻ bình thường, nhưng nhìn kỹ chúng ta thấy gì? Thấy cái đường mở nè, đường đen đen nè, nó từng ra nè, nghĩa là có máu. Rồi coi chừng có gãy không, không biết. Nhìn kỹ là được, đây cái đường gãy nằm ở đây, đường gãy rất nhỏ nằm ở đây, tức là sẽ rất dễ bỏ sót. Do đó cái dấu hiệu cái sai là một dấu hiệu gợi ý để chúng ta đi tìm xem là có gãy xương ở đâu được không. Rồi ví dụ đây ha, để nói lên cái trục gãy bông. Rồi hình ảnh này chúng ta thấy được cái gì? Bây giờ một đứa nhỏ như thế này, một đứa nhỏ cái hình x quang như thế này, chúng ta sẽ đọc là cái gì? Một đứa nhỏ chụp cái khuỷu lên chúng ta như vậy, chúng ta đọc sẽ đọc là cái gì? Đây là xương cánh tay, đây là xương trụ, đây là xương quai. Cái còn khớp và đây là xương quai, đây xương trụ đây. Có vẻ như nó chật khớp không? Rất đúng chật khớp. Tại vì đây hai cái khớp nó không còn vị trí bình thường nữa. Thì đọc là gì? Chật khớp. Nhưng mà đọc chật khớp là rất liền, là dính dấu liền. Cái này rất là gợi ý. Nó gãy bong đầu dưới xương cánh tay. Nó gãy như thế nào? Đây. Đây là bình thường. Đây là xương cánh tay. Đây là cái đầu dưới xương cánh tay. Đầu trên xương quay, đầu trên xương trụ. Nó chưa cốt hóa thì chúng ta không thấy được. Nó chưa cốt hóa thì chúng ta. Và trong trường này nó gãy cái gì? Nó gãy bong cái đầu dưới xương cánh tay. Nó nguyên cái khối này nè. Có gì? Này chắc hết pin nữa. Trong nguyên cái khối, cái đầu dưới xương cánh tay và cái hai cái xương cẳng tay nó di động ra phía sau, chúng ta dễ thấy giống như là chật khớp nhưng thực sự không phải là chật khớp. Và phải gãy, nếu một đứa nhỏ sơ sinh nó chưa cốt hóa mà chúng ta thấy cái này, chúng ta phải đọc là gãy, đừng đọc chật khớp. Đọc sai, đọc chật khớp sẽ là sai. Đó, ví dụ trường này đó, các chị thấy nếu mà đọc này là giống chật khớp không? Rất giống chật khớp nhưng nó là gãy. Còn đứa này nó lớn rồi, nó đã cốt hóa cái đầu dưới xương cánh tay rồi thì rõ ràng chúng ta thấy rõ ràng cái này là gãy, chúng ta biết được cái chuyện đó. Do đó là những cái bẫy cho phải để ý. Rồi ví dụ như thêm cái nữa là ở đầu trên xương cánh tay, đầu trên xương cánh tay bình thường, đầu trên xương cánh tay nằm đây, trong từng cái này đầu cái xương cánh tay nó bay ra phía ngoài này, giống chật khớp không? Ở người lớn chật khớp rồi gì nữa, cái xương cánh tay bay ra ngoài chật khớp, nhưng còn biết cái này không phải chật khớp. Mà nhìn kỹ là đi, là cái đầu trên xương cánh tay nó nằm ở trong này, nó vẫn còn nằm ở trong này, nằm ở phía trong, còn cái xương cánh tay nó bị bay ra ngoài, nghĩa là cái bong đầu trên xương cánh tay. Đó là những cái để chúng ta cần để ý. Rồi đối với khớp gối thì sao? Khớp gối thì có một cái dấu hiệu là cái tụ dịch trong bao khớp, một cái dấu hiệu tụ dịch trong bao khớp là tự nhiên chúng ta thấy một cái, đây là khớp gối bình thường, đây là cái lớp mỡ nè. Trong trường này tự nhiên chúng ta thấy có cái cục mỡ ở đây, đó là gì? Đó là dịch trong bao khớp. Mà chấn thương có dịch trong bao khớp thì phải coi chừng là có gãy xương và phải đi tìm. Rồi ví dụ trong trường này một cái dịch trong bao khớp kèm trong gãy bong chảy, đây gãy bong chảy nó tạo thành một cái mảnh xương rồi ở trong can khớp. Rồi gãy xương bệnh lý ở con nít phải có gãy xương bệnh lý, thì ở con nít nếu mà có gãy xương thì chúng ta các chị quan trọng dùng là xem cấu trúc xương nó có bình thường hay không, cái cấu trúc xương có bình thường hay không, mức độ cốt hóa nó có bình thường hay là không. Tại vì gãy xương có thể trên đề một cái xương bình thường hoặc gãy xương trên đề một cái xương bệnh lý, thì hai cái tiêu chuẩn khác nhau và sự trí khác nhau. Đó. Rồi ví dụ như này, nó gãy xương nhưng mà nó gãy xương trên đề một cái tổn thương dạng kẽ ở đầu dưới xương cánh tay, đầu dưới xương quay, nó gãy xương bệnh lý. Rồi đứa này té chống bàn tay xuống. X quang chúng ta thấy được cái gì? X quang chúng ta thấy được cái gãy xương chỗ này nè, đầu gần của cái ngón năm, đầu gần của xương bàn năm. Và thêm một cái nữa, cái xương chỗ này nó cũng gãy, nhưng mà chúng ta thấy cái đập đầu xương tủy xương nè thì tự nhiên nó sáng hơn bình thường. Chụp cái MRI lên rõ ràng tổn thương thâm nhiệt tủy xương, nghĩa là gãy xương trên nền xương lý.
cái điều trị của nó là gì? Là phải điều trị cái này, cái tổn thương tủy xương này nó là cái gì điều trị, chứ không phải là điều trị cái gãy xương nữa. Đó. Rồi tạo xương bất toàn là một cái bệnh lý di truyền. Nếu một đứa nhỏ sơ sinh mà gãy xương phải nghĩ đến cái này, phải nghĩ đến cái này. Tại vì sao? Sơ sinh gãy xương thì nguyên nhân thường gặp là cái gì? Là cái chấn thương sản khoa, nhưng phải loại trừ cái này. Thì chúng ta thấy được cái gì? Ví dụ đây một đứa nhỏ một tháng tuổi nè, chúng ta đến cái gãy cái xương sườn, gãy xương đòn, thấy gãy xương đòn, chụp hết hệ xương, chúng ta không thấy gãy xương khác nữa. Nhưng mà chúng ta để ý cái hệ xương này tại sao nó loãng xương quá? Trong khi đứa nhỏ sơ sinh có một đặc điểm là đặc xương sinh lý ở trẻ sơ sinh, trong khi đứa này nó mất cái đặc xương sinh lý. Rồi một tháng sau chụp lại gãy xương tùm lum hết, xong phim. Đây là một cái gãy xương bệnh lý trên nền bệnh lý tạo xương bất toàn, đó là cái điều quan và đang đánh giá đó. Hoặc đây một cái gãy xương trên bàn tay xương bất toàn, hội chứng trẻ bị hạ để nói rồi. Nếu một đứa nhỏ dưới 1 tuổi hoặc 2-3 tuổi mà gãy xương nhiều vị trí thì phải nghĩ tới coi chừng là trẻ bị hành hạ. Và nếu mà nghĩ tới trẻ bị hành hạ phải đánh giá xem là cấu trúc xương bình thường hay không, coi chừng nó là bị tạo xương bất toàn xong gãy xương nhiều vị trí thì sao. Đó phải phân biệt giữa tạo xương bất toàn và hội chứng trẻ bị hành hạ, đó là cái vấn đề quan trọng. Do kết luận thì đối với X quang xương ở con nít sẽ khác người lớn, tại vì cái hệ xương nó còn đang phát triển ha. Và chỉ định X quang thông thường ở con nít rất là mơ hồ, tại vì nó đau, nó biết đau ở đâu hết, khám không biết nó đau, cái chỉ định đa số là mơ hồ, chứ chúng ta phải cẩn thận. Chụp X quang phải đúng chiều thế, tìm hiểu các dấu hiệu trực tiếp và gián tiếp, tổn thương xung tiếp hợp là cái tổn thương mà chúng ta không thấy được, nhưng mà chúng ta phải biết, phải có những cái dấu hiệu tiếp chật khớp ở trẻ em, chật ra coi chừng chật khớp ở trẻ gì, coi chừng chật khớp trẻ gì ha. Và gãy xương bệnh lý đặc biệt là cái tạo xương bất toàn. Đó là phần mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị hôm nay. Cảm ơn các anh chị. Cảm ơn các bạn.